Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với channel YouTube của Unfast Computer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ không nói về các bộ máy pickup thông thường, mà ở đây mình đang có một bộ PC khá đặc biệt khi mà nó đang sử dụng những cái nền tảng mới nhất đến từ AMD dành cho các con chip Ryzen. Vậy thì bộ máy này sẽ có những gì đặc biệt, hãy cùng mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Let's check it out. Và bộ máy tính này mình sẽ sử dụng mainboard là B450M đến từ Aorus. Cùng với đó là một con chip Ryzen 5 2600, 6 lõi 12 luồng với tốc độ nền là 3.4GHz. Cùng với đó là 16GB RAM với 2TB RAM đến từ Zscaler Ripjaw. Và phần cuối cùng quan trọng nhất của bộ kệ này đó chính là card màn hình Radeon RX 580 8GB RAM. Vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ kiểm chứng cho các bạn đó chính là với nền tảng B450M mới nhất, thì liệu các con chip Ryzen có được boost thêm một chút nào về hiệu năng không, cũng như là các chiếc card Radeon có được thêm về một chút hiệu năng nào không, thì hãy cùng mình theo dõi trong phần test game tiếp theo đây nhé. Bore me, bring on the fool. Cover my ear. Các bạn có thể thấy đó chính là với các tựa game online rất phổ biến hiện nay thì chiếc máy này chạy rất là ngon với FPS rất là cao. Và trong lần benchmark này mình có sử dụng một phần mềm mang cái tên là Super Position Benchmark. Thì phần mềm này mình có tham gia trong một cái group mang tên là VN Record Vietnam Hardware Competition. Thì cái group này sử dụng phần mềm đó chính là Super Position Benchmark để đo điểm cũng như là xếp hạng những chiếc card màn hình mạnh nhất để có thể nhận được phần quà là một chiếc card GTX 1050 Ti. Thì ở đây mình đo được đó chính là chiếc card màn hình Radeon RX 580 đạt được khoảng tầm là 8.400 điểm. Thì nó tương đương với, nói chung là hơn một chút so với chiếc card là GTX 1060 3GB. Còn lại thì khi mình so sánh các chiếc card khác gọi là đỉnh cao hơn như là GTX 1080 Ti đến từ các hãng luôn thì nó kém rất là nhiều, và nếu mà so sánh với chiếc card đó chính là Asus ROG Poseidon GTX 1080 Ti thì nó kém bằng đúng một nửa luôn. Như vậy với các kết quả bench như trên thì mình tạm thời có thể sơ kết được rằng đó chính là với cái nền tảng là B450 thì các con chip Ryzen đang ngày càng ổn định hơn, cũng như là các hiệu năng, các chỉ số càng ngày càng được nâng cao. Vậy nên các bạn hoàn toàn thể yên tâm lựa chọn chip Ryzen trong thời điểm này, khi mà các con chip Intel đang ngày càng bị khan hiếm hàng cũng như bị tăng giá, thì các bạn hoàn toàn thể lựa chọn chip Ryzen làm người đồng hành cho chúng mình. Còn lại các bạn nghĩ sao về nền tảng B450 này thì có thể comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây video sẽ kết thúc và xin chào, hẹn lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.